Mở đầu khóa học, anh xin giới thiệu, anh tên là Tiến, thì anh là sinh viên năm thứ 3 của trường Bách Khoa, trường Điện Điện tử. Anh học ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa. Thì sau đây anh xin trình bày lý thuyết và tóm tắt của chương 1 hàm số một biến số. Phần đầu tiên là giới hạn hàm số. Giới hạn hàm số định nghĩa thì giả sử hàm số f(x) được xác định tại mọi điểm x thuộc khoảng AB ngoại trừ điểm x0, thì ta nói được là giới hạn của hàm số f(x) khi x tiến đến x0 bằng L. Thì ta viết ký hiệu là lim x tiến x0 của f(x) sẽ bằng L. Đó. Ở đây thì về định nghĩa mình sẽ có một cái lý thuyết như sau, rất quan trọng. Thường thì sẽ hay ra vào những cái bài khoai đấy, bài khó ở trong đề thi. Nếu ta có thể làm cho giá trị của một hàm số f(x) gần cái giá trị L, đây, làm cho cái giá trị của f(x) gần giá trị L với một giá trị tùy ý bằng cách chọn cái điểm giá trị điểm x này đủ gần đấy, trên đồ thị nhé, ví dụ điểm x0 ở đây, thì với một giá trị tùy ý sẽ rất gần với cả x0 ở đây đó, thì sẽ với mọi epsilon, mọi epsilon lớn không sẽ tồn tại một số thực delta lớn không, và nếu như cái khoảng x, ví dụ x ở đây, x trừ x0, x ở đây, x trừ x0, x0 đây nhá, x trừ x0 là khoảng này, nó nhỏ hơn cái c, nhỏ hơn cái delta, thì cái hàm số f(x) trừ L trị đối nó nhỏ hơn epsilon. Với bất kỳ một dãy tổng quát lên, thì với bất kỳ một dãy số xn trong cái khoảng đoạn AB trừ cái điểm x0 này mà xn khi tiến đến x0, thì mình cũng có được lim của xn tiến đến x của f tại điểm xn sẽ bằng a. Ở đây mình có thêm một cái định lý gọi là định lý tương đương hàm số f(x) xác định trên AB và được gọi là có giới hạn a khi x tiến x0 thuộc vào đoạn AB nếu thỏa mãn cái điều kiện sau, với mọi epsilon lớn không tồn tại số thực số delta lớn không thì không nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn sigma với cả trị tuyệt đối của f(x) trừ a nhỏ hơn epsilon. Sau đây anh xin trình bày một cái ví dụ để hiểu thêm về lý thuyết epsilon và mở rộng của giới hạn hàm số. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ chứng minh lim của biểu thức x nhân cos 1 phần x khi x tiến đến 0 bằng 0, thì mình sẽ xét cái hàm số f(x) bằng x nhân cos 1 phần x không xác định tại x bằng 0 nhưng mà xác định tại lân cận điểm x bằng 0, tức là ở trên đồ thị này địa hàm số này sẽ không xác định tại x bằng 0 đây điểm 0, nhưng mà tại những cái điểm loanh quanh ở vùng này nó vẫn xác nhận, giống như là x cộng 0,001 thì cái giá trị của biểu thức f(x) tại cái điểm đấy vẫn có thể xác định được. Thì đúng như lý thuyết thì mình sẽ với mọi cái epsilon lớn không nhỏ tùy ý này, thì mình sẽ có được cái f(x0) này, f(x) trị tuyệt đối f(x) trừ x0 với x0 bằng 0 ấy, thì mình sẽ bằng là trị tuyệt đối của x nhân cos của 1 phần x, cái này sẽ phải nhỏ hơn epsilon. Việc của mình bây giờ sẽ là chứng minh với mọi epsilon lớn không tồn tại cái c, cái delta epsilon này lớn không mà thỏa mãn được cái điều kiện là x trừ x0 trị tuyệt đối nhỏ hơn delta epsilon, tương đương với việc là trị tuyệt đối của x sẽ nhỏ hơn epsilon. Thật vậy thì cái biểu thức hàm số mình lấy trị tuyệt đối x nhân cos 1 trên x thì cái này được tách ra bằng là trị tuyệt đối của x nhân với cả trị tuyệt đối của cos 1 trên x. Trị tuyệt đối của x này sẽ luôn nhỏ hơn bằng 1, do đó cái biểu thức này sẽ nhỏ hơn bằng trị tuyệt đối của x.
Đến đây thì có một gợi ý chúng ta là chúng ta sẽ chọn luôn là cái epsilon này bằng delta epsilon này bằng epsilon, thì khi đó là cái biểu thức căn này sẽ lập tức sẽ nhỏ hơn đấy, thì thỏa mãn là thì nó sẽ lập tức nó sẽ nhỏ hơn epsilon ở đây đấy, thì khi đó là mọi epsilon lớn không sẽ tồn tại một cái delta epsilon bằng epsilon, thỏa mãn được cái điều kiện là trị tuyệt đối của x sẽ nhỏ hơn epsilon epsilon này epsilon này, thì suy ra được là trị tuyệt đối của x nhân cos của 1 trên x sẽ nhỏ hơn epsilon. Đây epsilon sẽ bằng epsilon đây, thì epsilon này bằng epsilon đây, x nhân cos 1 trên x nhỏ hơn bằng x trị tuyệt đối x, đúng không? Thì cái này nhá, nhỏ hơn bằng chữ x, đúng không? Mà chữ x này sẽ nhỏ hơn epsilon bằng epsilon. Ok.